Xin chào bạn giám khảo, thầy cô và các bạn. Nhóm em là nhóm ba, nhóm ba Giang Nam, trường trung học cơ sở trường Cung Đoàn Thái Dương Hà. Nhóm em tham gia dự án Việt Nam trong tôi với sản phẩm là non lá quê mùa. Và sản phẩm này nhóm em cũng gửi tới mọi người khác học các phần mềm và em thử cái này nó không cố mà em xin thân thành cảm ơn.